Đây là hóa đơn về tiền phí ngân hàng, phí chuyển khoản và đằng sau hóa đơn thì có ủy nhiệm chi đi kèm. Đối với lại tiền phí ngân hàng thì khi nhận hóa đơn thì chúng ta hạch toán treo trên công nợ 331 và tách tiền phí và tiền thuế riêng ra. Còn khi mà chúng ta nhận ủy nhiệm chi hay là sao kê ngân hàng thể hiện số tiền tổng này thì chúng ta lại hạch toán tổng tiền đã bao gồm thuế để trả cho nhà cung cấp. Đối với lại hóa đơn mua vào, tiền phí ngân hàng thì chúng ta hạch toán trong phân hệ mua hàng. Chọn chứng từ mua hàng hóa, chọn mua hàng không qua kho hoặc chọn chứng từ mua dịch vụ đều được. Ở đây thì tiền phí ngân hàng tại ngày mùng 10 tháng 1 tôi cũng có một số tiền giống như của ngày 18 tháng 1 thì tôi đặt con chuột vào ngày mùng 10 tháng 1 nhấn Ctrl C hoặc là các bạn có thể nhấn chuột phải chọn nhân bản cũng được. Chúng ta sẽ nhân lên một bản giống y như bản của ngày mùng 10 tháng 1 nhưng lúc này chúng ta sửa lại ngày tháng là 18 tháng 1 nghiệp vụ vẫn là nợ 642 có 331 vẫn là 50.000 và vẫn là tiền thuế 5.000 nhưng số hóa đơn chúng ta phải sửa lại là 3014. Xong thì các bạn nhấn cất. Bước thứ hai căn cứ vào ủy nhiệm chi để chúng ta hạch toán ghi giảm công nợ. Chúng ta vào phân hệ ngân hàng, chọn chi tiền hoặc ngày mùng 10 tháng 1 chúng ta có chi trả tiền phí chuyển tiền rồi thì chúng ta cũng có thể đặt con chuột vào phí chuyển tiền, nhấn Ctrl C hoặc là nhấn chuột phải nhân bản. Ngày ở đây là ngày 18 tháng 1 chúng ta sửa lại. Còn số tiền và nghiệp vụ thì vẫn giữ nguyên. Sau đó các bạn nhấn cất đấy là cách làm nhanh là như vậy còn bạn nào không muốn nhân bản thì chúng ta lại vẫn vào chi tiền và điền đầy đủ các thông tin trên phiếu chi tiền tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán về tiền phí chuyển khoản trên phần mềm misa